Alo, xin chào các bạn. Chúng ta lại quay trở lại bản tin tuần từ mùng 7 đến 11 tháng 11 năm 2022. Ở bản tin này thì chúng ta cùng đi nhìn nhận lại, đánh giá và tổng kết cái tuần giao dịch vừa qua, cũng đồng thời cũng đưa ra các nhận định cho tuần giao dịch mới, các chiến thuật cũng như là phương pháp giao dịch và cái chiến lược giai đoạn hiện nay như thế nào cho cái tuần mới tới đây. Thì đầu tiên chúng ta thấy là cái phiên ngày thứ 6 đã có một phiên giảm điểm khá là mạnh, khi chỉ số đã đánh mất cái mốc vào 1.000 điểm và đóng cửa tại 97,15, giảm 22,66 điểm, tương mức giảm là 2,22%. Thì toàn VNI có 410 mã giảm, 67 mã đóng cửa sàn, 56 mã xanh, 4 mã trần và 46 mã tham chiếu. Như vậy là chúng ta lại tiếp tục chứng kiến một cái phiên giảm điểm và sụt giảm rất là mạnh của VNI, và rất nhiều mã đóng cửa sàn đến từ những cái ngành như ngành bất động sản, thủy sản, ngành liên quan đến chứng khoán cũng đóng cửa sàn, ngành thép, rồi một số mã liên quan nhóm bán lẻ, vân vân. Nói chung là sắc xanh chỉ hy hữu ở trong một số cái mã liên quan đến vấn đề là cơ cấu quỹ trong phiên ngày 4 tháng 11 vừa qua, đó là cái nhóm banh, như cái nhóm được quỹ mua vào, như một số cái mã banh thì vẫn đóng cửa xanh, còn đa phần là đóng cửa ở mức giảm khá là mạnh hoặc đóng cửa sàn. Thì điều này thì cũng thực tế là cũng đã được cảnh báo ở trong các cái phiên trước đó, khi mà đêm mùng 3 tháng 11, đêm mùng 2 tháng 11 thì Fed đã ra cái công bố về lãi suất tăng 0,75 điểm cơ bản. Tuy nhiên là sau khi thông tin tăng lãi suất đó thì các thị trường chứng khoán thế giới, trong đó có Dow, đã phản ứng ngay lập tức là giảm 505 điểm. Thì cái điều đó là cái điều rất là xấu và rủi ro, bởi vì là thông thường các cái tin xấu ra thì Fed, đúng không, công bố cái thông tin lãi suất và cái lộ trình tăng lãi suất sau đó thì không thỏa mãn cái nhu cầu của các nhà đầu tư, không thỏa mãn cái kỳ vọng của nhà đầu tư, dẫn đến là cái việc này lại ồ ạt bán, lại ồ ạt bán, dẫn đến cái chỉ số là chúng ta là giảm điểm khá là mạnh. Thì trước đó thì cũng đã lưu ý chúng ta là trong giai đoạn hiện nay, ở các bản tin trước thì đã phân tích và gửi đến du khách hàng những như các bạn là chúng ta chỉ giao dịch đánh T cộng trong giai đoạn hiện nay, các mã về tài khoản chúng ta chủ động bán. Về VNI thì khi tiệm cận các cái ngưỡng như 1045 và không vượt qua được cái ngưỡng đấy thì vô hình chung nó lại trở thành cái ngưỡng kháng cự rất là mạnh, nên là trong ngắn hạn nó tiềm ẩn những rủi ro nhất định, nên là giai đoạn này là VNI rất là rủi ro. Thì tiếp tục là ngày mùng 4 tháng 11 cũng cập nhật đến cho chúng ta về cái chỉ số VN Index. Cụ thể ngày 3 tháng 11 Fed công bố tăng lãi suất thêm 0,75 điểm, tỷ giá USD trên Việt Nam đồng nhích nhẹ, chỉ số đô la Mỹ DI tăng lại làm gia tăng áp lực lên các đồng tiền khác. Fed đã ra tin lãi suất nhưng VNI không có dòng tiền mới tham gia, ngược lại áp lực bán vẫn lớn và ngày càng tăng cao, nên điều hồi này có thể đã kết thúc và bước vào giai đoạn sideways down. Dự kiến VNI co giật rung lắc mạnh theo dạng sideways down giảm dần. Chart daily thì có hỗ trợ đáy cũ 970-990, có thể xuất hiện các nhịp hồi nhẹ tại đây nhưng vẫn khá rủi ro, kịch bản thùng đáy vẫn hiện hữu. Giai đoạn này nhà tư chỉ đánh T cộng, bán hết khi hàng về tài khoản, chỉ mua khi về vùng hỗ trợ và bán ở vùng kháng cự, không đua cổ phiếu tăng điểm và giữ tỷ trọng ở mức độ vừa phải. Đó là cái bản tin cũng như khuyến cáo và cái chiến thuật giao dịch đưa đến các zoom khách hàng trong giai đoạn vừa qua. Thì trước cái thời điểm phiên ngày thứ 6, tức là cái phiên bị bán rất mạnh trong cuối tuần vừa qua, thì ở cái phiên cuối tuần trước, tức là phiên ngày thứ 5, cũng đã là khuyến nghị chúng ta là hàng T cộng về chúng ta chủ động, chúng ta bán bớt, chúng ta xử lý để đảm bảo an toàn trong giai đoạn hiện nay. Bởi vì VNI thì nó chỉ là dạng giai đoạn này chỉ là co giật và rung lắc theo chiều hướng là sideways down giảm dần, nên là giao dịch theo chiều là cứ đáy thấp hơn, đúng không, đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, dạng kênh sideways down. Đây là các mã chúng ta mua về trong cái thời gian vừa qua. Thì thực tế cái phiên ngày cuối, phiên ngày thứ 6, của phiên ngày thứ 5 thì chúng ta đã hạ bớt khá là nhiều, nếu các bạn tuân thủ các chiến thuật giao dịch cũng như cái chiến thuật của các bạn lướt lát giai đoạn hiện nay thì các bạn cũng tránh được những cái rủi ro nhất định trong cái thị trường này. Ok, đấy, giai đoạn vừa qua bắt rất nhiều banh này, chứng khoán này, đúng không, rồi thì bất động sản cũng có, và một số cái mã nước ngoài thì trong phiên ngày thứ 5 thì được giá rất là tốt ở cái thời điểm mà nó kéo lên trong ngày thứ 5, các bạn có cái giá tốt để các bạn chốt thì cứ T cộng về là các bạn bán và các bạn lại chờ đợi các cái cơ hội mới, giao dịch mới. Rồi ok, đó là cái chiến thuật giao dịch hiện nay. Về chiếc đồ thị kỹ thuật thì các bạn có thể quan sát. Thì trước khi đến phân tích cái đồ thị kỹ thuật thì chúng ta ngó qua một chút về cái tình hình bối cảnh chung vĩ mô của thế giới. Đầu tiên là đối với chỉ số Dow Jones
Thì Dow Jones tuần vừa qua đã có một cái nhịp tăng điểm khá là tốt, đây là tăng liên tiếp mấy tuần liền, thì cái tuần vừa qua bắt đầu có dấu hiệu là chứng lại các đà tăng, và hiện tại cũng đang tiệm cận các ngưỡng kháng cự rồi. Kháng cự ở đây là quanh ngưỡng 32.500, 33.000 cộng trừ đấy, thì đã tiệm cận cái kháng cự của kênh trên và bắt đầu có dấu hiệu là gì? Dấu hiệu là suy yếu tại cái ngưỡng kháng cự này. Đấy, trung hạn thì chúng ta thấy là về MACD cái thứ đã bắt đầu có dạng là hai đáy đi lên, như vậy là về về trung hạn đối với Dow Jones thì có thể nó vẫn còn lên, nhưng mà nó sẽ phản ứng với cái ngưỡng kháng cự này trong trong ngắn hạn. Đấy, đối với chart daily, chart ngày thì cũng tương tự như vậy, thì có dấu hiệu là quanh ngưỡng 32.000 cộng trừ đấy, có dấu hiệu điều chỉnh quanh ngưỡng 32.000 cộng trừ này. Chúng ta thấy là rất nhiều lần trong quá khứ khi mà Dow Jones tiệm cận vùng kháng cự trên, đồng thời MACD lên cái mức cao như này thì đã báo hiệu là cái dấu hiệu là tạo đỉnh đối với, hoặc là dấu hiệu vào cái nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn. Đối với đây cái nhịp này cũng thế này, cái nhịp này cũng thế này, MACD lên cái mức độ rất là cao, đây là cái nhịp này cũng thế này, chúng ta thấy này, nhịp này cũng thế này, nhịp này cũng thế này. Đấy, thì hiện tại thì bây giờ là cái đường MACD nó chưa cắt xuống cái đường tín hiệu của nó, nên là chúng ta quan sát một hai phiên tới đối với Dow Jones, nếu mà là cái đường này mà cắt xuống thì có dấu, nó báo hiệu cho chúng ta là Dow Jones có thể là sẽ có những nhịp điều chỉnh trong thời gian tới, còn về trung hạn thì nó vẫn là đang là một cái trạng thái là tích cực đi lên đấy, nhưng mà đang gặp cái vùng kháng cự nên có thể nó sẽ điều chỉnh lại một chút sau đó tiếp tục nó đi lên, bởi vì là đây là MACD là đang có dạng hai đáy và RSI cũng dạng hai đáy hướng lên đấy, hướng lên, và cái đường MACD này đang hướng đến cái mức không, mà vượt trên không thì sẽ uptrend, chúng ta thấy là sẽ có một cái trend tăng trở lại. Do đó là về trung hạn và Dow Jones thì đang vẫn là cái trend lên, đúng không? Ngắn hạn thì có thể đang gặp cái vùng kháng cự và có dấu hiệu là sẽ bị điều chỉnh. Đấy, đối với lại chỉ số Dow Jones. Ở ngưỡng 32.000 chúng ta cùng quan sát thêm Dow Jones trong các phiên tới ở quanh ngưỡng 33.000 cộng trừ, xem tình phản ứng của Dow Jones như thế nào. Đó là về chỉ số chứng khoán Mỹ. Tiếp theo là chỉ số đô la, chỉ số đô DI, đó là chỉ số đô la Mỹ. Hiện tại đô la Mỹ thì vẫn duy trì một cái trend trung hạn là trend tăng. Đây, trend trung hạn này chưa phá vỡ, còn ngắn hạn thì đang có dấu hiệu là đang có một cái kênh sideways down ở trong ngắn hạn, khi mà tạo ra liên tiếp tạo ra những đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước ở trên cái vùng là cái vùng này. Đây, liên tiếp là khi mà vượt lên có tín hiệu vượt lên nhưng mà chưa vượt được khỏi cái đỉnh cũ và tạo ra những cái mẫu hình là dạng sideways down, có đỉnh thấp hơn đỉnh và đây là đáy thấp hơn đáy. Đây là chỉ trong ngắn hạn thôi. Mẫu hình này là kênh sideways down. Đấy, kênh dần ra sideways down, nhưng mà về trung hạn các bạn nhìn thấy là vẫn đang là một trend tăng. Thì cái hỗ trợ tiếp theo của cái chỉ số DXY này nó sẽ biến động quanh vùng đáy cũ, đó là quanh cái ngưỡng là 109 110, quanh ngưỡng 110 110 cộng trừ, đó là đối với chỉ số DXY. Chúng ta cùng theo dõi các phản ứng của cái chỉ số này quanh ngưỡng 110 cộng trừ trong các cái phiên khoảng 109 110 trong các phiên của tuần tới đây. Đấy, về chỉ số tỷ giá USD trên Việt Nam đồng thì sau khi Fed tăng lãi suất thì cái tỷ giá này cũng không hề có biến động là giảm hoặc điều chỉnh, mà ngược lại thì còn nhích nhẹ, nên hiện tại đang đóng cửa đang giao dịch ở mức là 24873,5 một đô, một USD đổi được 24873 đồng Việt Nam. Đấy, như vậy là cái tỷ giá nó vẫn đang là giữ nguyên, nó chưa chiều hướng là điều chỉnh tụt giảm, còn về trend thì vẫn là ở trend tăng, trong trung hạn thì vẫn là một trend tăng, chưa có dấu hiệu nào tạo đỉnh hay là điều chỉnh tại đây. Đó là về cái tỷ giá USD trên Việt Nam đồng. Đấy, về chỉ số đô la Mỹ thì ngắn hạn này có sự điều chỉnh nhưng mà nó vẫn là trung hạn, nó vẫn là một cái trend tăng. Về Dow Jones chúng ta thấy là ngắn hạn thì có dấu hiệu là tiệm cận vùng kháng cự, có thể rung lắc hoặc điều chỉnh ở cái vùng này, nhưng mà trung hạn Dow Jones đang hướng đến một cái trend tăng trở lại. Thế như vậy là chúng ta vừa soi qua thì cái tình hình vĩ mô thì Dow Jones thì nó đang là tích cực, đúng không, nhưng mà đang gặp vùng kháng cự. USD thì chỉ số đô la Mỹ thì có điều chỉnh nhẹ nhưng mà trung hạn vẫn là một trend tăng, còn USD trên Việt Nam đồng, cái tỷ giá USD Việt Nam đồng thì lại đang nhích nhẹ. Như vậy là cái thông tin mà tích cực để ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam trong giai đoạn này thì nó chưa xuất hiện, nó chưa có, bởi vì Dow Jones điều chỉnh chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Việt Nam thứ nhất, và hai cái chỉ số đô la Mỹ hoặc là cái tỷ giá Việt Nam đồng nó vẫn còn tăng. Đấy, lãi suất Việt Nam vẫn còn đang trong quá trình tăng tiếp, nên là nó cũng chưa có nhiều thông tin tích cực để nó ảnh hưởng đến cái bối cảnh vĩ mô cũng như là ảnh hưởng đến cái chỉ số VNI trong giai đoạn hiện nay, nên là về cái thông tin hỗ trợ thì nó chưa có nhiều, nó chưa xuất hiện, chưa có nhiều. Đấy, chưa có nhiều, và cái thông tin xấu thì nó lại nhiều hơn. Do đó là nó cũng ảnh hưởng một mặt đến cái bối cảnh chung là thứ nhất, cái thứ hai nó cũng ảnh hưởng đến cái chỉ số của chúng ta hoặc là tâm lý nhà đầu tư giao dịch trong ngắn hạn giai đoạn này.
Đó là về cái vĩ mô. Rồi chúng ta quay trở lại với đồ thị kỹ thuật của VN Index giai đoạn hiện nay và để chúng ta phân tích, đánh giá cũng nhìn nhận cái VNI ở trong cái tuần tới. Thì trên đồ thị kỹ thuật các bạn có thể thấy là với một cái phiên đóng cửa tại cái mốc 997 như cái tuần vừa rồi thì hiện tại cái trạng thái của VNI này thì cũng không mấy làm tích cực khi mà liên tiếp hai cái vùng kháng cự ở cái diễn biến trước đó nó không vượt qua. Đó là cái vùng thứ nhất là cái vùng 1060 không vượt qua, vùng thứ hai là vùng 1045 chính là cái đỉnh này nó cũng không vượt qua. Như vậy là nó vẫn làm cái chèn hướng xuống hai lần, một không vượt qua được cái vùng kháng cự, đây chính là cái giải của EMA 20. EMA 20 nên là cái chen về cái band này bắt đầu nó có xu hướng là nó hướng xuống. Đây các bạn quan sát cái band này, band bắt đầu có xu hướng nó mở ra và nó hướng xuống, và ngược lại các đường EMA ngắn hạn nó cũng đang bắt đầu có hiện tượng gì nó cắm xuống như này. Đấy, nên là ở cái bản tin trước tuần trước đã phân tích cho các bạn các cái phiên mà tích lũy nằm dưới MA, đây có 4-5 phiên và đây cũng có 4-5 phiên như này mà không vượt qua được. Đấy, vượt qua được, điều kiện nó phải vượt được 1045 chính là cái đỉnh này này, nó vượt được cái đỉnh này với dòng tiền tham gia trở lại thì nó sẽ tích cực, còn nếu chưa vượt được thì nó nguy cơ thì nó sẽ có cái trạng thái vận động như này ở như giai đoạn trước của nó, tức là có những cái phiên mà sụt giảm mạnh rất mạnh như này. Hai phiên ở cái phiên ngày mùng 21 tháng 10 và phiên 24 tháng 10 là hai phiên sụt giảm rất là mạnh, và ở trong thời điểm này nó cũng tương tự như vậy, nó cũng có 5 phiên tích lũy nằm dưới MA và nó không vượt qua được ngưỡng 1045 và nó cũng tiềm ẩn những rủi ro nhất định, có thể nó sẽ cũng sẽ xuất hiện hai phiên như này. Phiên thứ 6 vừa rồi là một phiên và sang tuần có thể còn tiếp tục một cái phiên nữa để nó tạo cái đáy hoặc nó thùng đáy, nó dạng hình thành mẫu hình này, mẫu hình dạng ba đáy. Đây có thể là mẫu hình như này, chiều này lên này, xuống này, lên đây này, xuống đây, nó đánh đây là đáy này, đây là cái vùng này, vùng đáy nó đánh thùng đáy như này. Đấy, thùng đáy này sau đó nó mới lên lại như này. Đấy, nó dạng mẫu hình là mẫu hình ba đáy, thì chúng ta nếu mà đánh mẫu hình này thì chúng ta có đây là một đáy này. Đấy, đây tiếp tục là một đáy nữa là hai này, và tiếp tục sang tuần có thể là có đáy mới ba đáy, mẫu hình ba đáy VNI giai đoạn này có thể xuất hiện các mẫu hình ba đáy, và cái chen vẫn là cái chen sideways down giảm dần. Cái chen sideways down giảm dần chính là cái chen này đã phân tích cho mọi người là cái chen như này. Đây này, hiện tại bây giờ VNI đang giao dịch theo cái chen này, nó có đỉnh thấp hơn đỉnh này, này nó chưa vượt qua được này. Đây là cái kênh trên này đấy, và đây là cái gì, cái kênh, cái đường kênh dưới. Cái kênh này có đỉnh thấp hơn đỉnh, có đáy thấp hơn đáy, nó dạng là sideways down giảm dần. Như vậy cái đáy ở đây chúng ta sẽ kỳ vọng cái đáy này nó sẽ tiệm cận cái hỗ trợ của kênh, và sau đó tiếp tục nó một cái nhịp hồi đi lên như này. Đấy, thì hiện tại phá kênh này được hay không thì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều cái yếu tố vĩ mô, yếu tố tích cực vĩ mô đem lại, đúng không? Nhưng mà trước mắt chúng ta cứ quan sát nó vận động, về những vận động trong kênh này. Tất nhiên trong quá trình giao dịch ở cái kênh này nó sẽ có những cái nhịp hồi nhất định, nhịp hồi giống nhịp hồi đoạn một nên đoạn hai này, và giống như hồi của đoạn một này. Đấy, nó sẽ có những cái nhịp hồi nhất định, rồi khi thủng đáy cũ nó lại tạo ra nhịp hồi, thủng đáy cũ nó lại tạo ra những nhịp hồi. Đấy, chúng ta quan sát các yếu tố khác như các chỉ số, các indicator khác để chúng ta xem là các cái nhịp này như này. Đây, cái điều tích cực duy nhất ở chúng ta đó là cái sự phân kỳ của MA và RSI trong giai đoạn hiện nay, nó vẫn tạo ra cái sự phân kỳ, như giá thì luôn luôn tạo ra cái đáy sau thấp hơn đáy trước, nhưng mà RSI và MACD thì nó lại tạo ra những cái đáy sau cao hơn đáy trước như này. Đấy, nên là giai đoạn này nó vẫn có cái nhịp hồi, mặc dù là theo chiều hướng sideways down giảm dần nhưng mà nó vẫn có những nhịp hồi. À, nhịp hồi nên là nhịp hồi, có nhịp hồi tức là thì chúng ta vẫn có thể chúng ta kiếm một lợi nhuận trong giai đoạn này, nhưng mà chúng ta phải hết sức cẩn thận, bởi vì nó bản chất của VNI giai đoạn hiện nay nó không phải là một sóng tăng, một sóng up, không phải là một cái uptrend, nên là khi chúng ta đánh mà ở cái nhịp mà sideways down giảm dần, đúng không, thì chúng ta phải bắt rất là chuẩn xác. Một là về mã, hai là về ngành, chúng ta phải đón được các cái điểm mà về cái vùng hỗ trợ rất là chuẩn xác thì chúng ta mới có lợi nhuận. Còn nếu chúng ta lại đua vào ở trên vùng kháng cự này thì chúng ta sẽ rất dễ bị lỗ ngược. Đó, rất dễ bị lỗ ngược khi mà nó điều chỉnh xuống, điều chỉnh xuống đến đây chúng ta không chịu nó, chúng ta cắt thì nó lại bắt đầu hồi lên. Đấy, do đó là hiện nay một là chúng ta giữ cái tỷ trọng nó vừa phải là thứ nhất, cái thứ hai nữa là chúng ta mua bán thì chỉ khi nào rung nó mạnh hoặc tiệm cận về các cái vùng hỗ trợ thì chúng ta mới mua. Ví dụ như về vùng hỗ trợ như này, hỗ trợ đáy cũ hoặc là nó hỗ trợ chạm về kênh đấy thì chúng ta mới mua ở các thời điểm này, thì kiểu gì nó cũng sẽ có những phiên hồi, cho dù một cái chen giảm đi nữa thì kiểu gì nó cũng có một cái chen hồi đi lên. Nên là các bạn nếu bắt được ở cái điểm này với cái giá thấp thì các bạn cũng không lo, các bạn vẫn có thể nứt T được, bởi vì bây giờ nó là cái T2 T1.5 rồi nên đánh rất là dễ, chứ không phải như T3 thì phải mất thêm một phiên nữa. Như T
1,5 rồi, các bạn chỉ cần qua được một ngày và ngày chiều ngày hôm sau nữa thì các bạn có thể giao dịch được rồi. Đó, đó là về cái chiến thuật giao dịch cho các bạn, phân tích về bối cảnh chung cũng như VNI gửi đến cho toàn thể mọi người để mọi người có cái chiến lược giao dịch nó phù hợp cho hiện nay. Và chúng ta đi đến cái phần thứ ba, đó là một số các cái mã, một số cái mã cái nhóm ngành để phân tích cho chúng ta nắm được cái tình hình hiện nay. Đầu tiên thì chúng ta xoay qua một chút cái ngành thép xem có cái gì biến động không, đúng không? Đây, ngành thép như các bạn thấy không ạ, như HSG đấy, HSG phân tích cho các bạn rất là kỹ rồi, video phân tích về ngành thép cũng đủ, không thiếu gì cả, phân tích hết cho chúng ta, kể cả về FA, kể cả về về TA, kể về về FA rồi. Thì chúng ta mở lại cái video phân tích cho bạn về cái tuần trước đó. Đấy, thì cái video cụ thể là hai cái video phân tích, một cái video về về HPG, một cái video về NKG. Đây thì đã phân tích những cái bối cảnh vĩ mô liên quan đến cái tăng trưởng của ngành thép và cái thực trạng hiện nay của ngành thép như nào, phải đối mặt với những cái rủi ro gì và tương lai ra làm sao. Thì đó là cái bối cảnh. Thì HSG thì cũng chung những cái cổ phiếu nhóm thép thì nó đại diện có 2-3 mã thôi, đúng không? NKG, HSG và HPG là các mã mà thông thường mọi người giao dịch nhiều nhất, còn những cái mã khác thì nó ít hơn. Nên chỉ phân tích các cái mã đại diện, nhìn chung bối cảnh ngành thép thì nó chưa có gì sáng sủa cả và dự kiến nó vẫn còn tiếp tục giảm, nó chưa có đáy đấy. Và thậm chí quý này với là cái quý đầu tiên lỗ đấy, mình dự kiến là quý này với là cái quý đầu tiên lỗ của cái cổ phiếu như NKG hoặc là đấy, cả các cổ phiếu nhóm thép có 3 cổ phiếu đó vậy, thì mới là quý đầu tiên lỗ, còn dự kiến còn lỗ nữa. Nên là các bạn, cái nhóm này nó chưa có cái gì triển vọng và chưa có dấu hiệu gì để tạo đáy trong thời gian này, nên các bạn vẫn tránh. Và từ các cái bản tin trước vẫn khuyên các bạn là cái nhóm này các bạn cẩn thận, và tốt nhất là tránh các cái nhóm cổ phiếu mà nó lỗ nhiều. Đấy, như HSG thì nó thủng đáy rồi, chẳng còn gì nữa rồi, đúng không? NKG thì cũng chung số phận như vậy, nó cũng thủng đáy, chen thì vẫn là chen xuống thôi, cũng chẳng có gì phân tích cả. Bởi vì những cái gì đáng phân tích, những cái gì khuyến cáo đưa ra các bạn thì đã khuyến cáo, đã phân tích, đã gửi đến mọi người rồi, còn mọi người tiếp tục mua vào thì cũng không thể can được, đúng không? Đấy, như NKG đây các bạn thấy này, những cái phiên hồi đây thì làm gì, không có khối lượng gì cả, hồi không có khối lượng. HSG thì cũng thế thôi, hồi thì cũng không có khối lượng, và đây chủ yếu là bán là chính, đây chỉ một phiên kéo không khối lượng này và tiếp tục đi lên là bị bán trở lại đấy, nên là nó còn rất là rủi ro, rất nhiều rủi ro về cái vùng hỗ trợ rồi, nhưng mà không có lực cầu, không có lực bắt, và chủ yếu là cái lực bán. Đây cũng được bán này, đây cũng được bán này, phiên này cũng là được bán, liên tiếp là cái lực bán dội xuống đối với cái cổ phiếu này và thùng vào đáy. Và chính thức cái phiên vừa qua, như cái tuần trước thì cái cổ phiếu này còn duy trì được là trong cái kênh đây, cái kênh này là cái kênh là sideways, cái kênh sideways của cái cổ phiếu HSG, nhưng mà chính thức là cái phiên cuối tuần vừa qua là thủng cái kênh này rồi, tức là thủng ngưỡng 11.6, là thủng cả kênh sideways. Thì khi cổ phiếu thủng cái kênh sideways thì chắc chắn nó sẽ đi vào đảo chen đấy. Đó là cái điều mà nó đào chen từ lâu rồi, nhưng mà hiện tại giai đoạn vừa qua, phân tích giai đoạn ngắn hạn, các bạn thấy là ngắn hạn từ thời điểm là mùng 10 tháng 10 và đến thời điểm vừa qua là cái phiên đóng cửa cuối tuần vừa qua là mùng 4 tháng 11, tức là một tháng qua. Về chung về dài hạn thì đương nhiên nó đào chen từ cái hồi nó tạo đỉnh cơ, đúng không? Từ tháng 10 năm 2021 cơ, từ cái thời kỳ ra báo cáo tạo đỉnh ấy, nó tạo đỉnh rồi. Còn ngắn hạn trong một tháng vừa qua nó đang dịch trong cái dạng là sideways, kênh sideways, sideways dạng tam giác như này, và chính thức cái phiên vừa qua nó đã thủng. Thì thủng thì đương nhiên nó còn đi tiếp, nó chưa dừng lại ở đâu cả. Đó là về nhóm thép các bạn nha. Nhóm thép các cổ phiếu khác như cổ phiếu phân đạm hóa chất và dầu khí, mình thử xoay qua một chút, như DCM hiện tại, DCM thì cái nguy cơ đấy, chúng ta thấy là DCM hiện tại đang chạm hỗ trợ band ở quanh ngưỡng 29, nhưng mà với cái tình hình như này thì khả năng cái cổ phiếu này cũng thủng band là rất là cao. Đây 29 đấy là cái chạm band, chính là hỗ trợ của giải band dưới. Bởi vì là trung hạn, chúng ta thấy này, trung hạn thì vẫn giao dịch tiêu cực khi mà nằm cổ phiếu nằm dưới cái đường MA 20, dưới ngưỡng 3233, thì trung hạn như này thì nó chưa ok lắm. Về ngắn hạn thì đang chạm hỗ trợ đấy, sau khi có cái phiên điều chỉnh chạm hỗ trợ thì riêng của cái cổ phiếu như là DCM, như DPM, đúng không, hay DGC thì cũng đã báo các bạn ở trong nhóm khách hàng, nhóm VIP là báo các bạn cái những cổ phiếu này nó đạt đỉnh lợi nhuận của cái quý 1, quý 2 vừa rồi rồi, và quý 3 đương nhiên là ra cái chỉ số, thì mọi cái chỉ số tại về tài chính, chỉ số lợi nhuận hoặc là cái chỉ số liên quan hiệu quả hoạt động nó cũng là đều tụt lùi so với cái quý trước, thì nó báo hiệu là tạo đỉnh lợi nhuận, nên cái cổ này đã
trong các phiên trước đó đúng không? Đã khuyến nghị mọi người chúng ta chỉ đánh T cộng và bán khi hàng về để nó tránh cái đợt điều chỉnh không mong muốn đối với cổ phiếu nhóm phân đạm và cái nhóm hóa chất. Rồi tiếp theo chúng ta sang cái nhóm tiếp theo, cái nhóm khác, bất động sản. Về bất động sản tương tự thế thôi đúng không, cũng có video phân tích cho các bạn về cái nhóm bất động sản rồi, nên là bất động sản thì một số cái mã mà nó chạm vào vùng hỗ trợ thì chúng ta chỉ mua T cộng, và trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta cũng chỉ có bắt mỗi cái mã sell là T cộng, còn cái mã khác thì chúng ta không tham gia. Đây các bạn thấy là như cái mã sell này nó có tín hiệu ở cái vùng đây, các bạn thấy là đây cái vùng này, cái vùng này nó có tín hiệu là vùng 10 cộng này, 10 cộng 11 là có tín hiệu là nó chứng lại cái đà giảm và nó có một cái nhịp hồi trở lại, nên cái nhóm này thì chúng ta vẫn có thể là chúng ta giao dịch nứt T cộng được đối với các cái cổ phiếu này. Còn các cổ phiếu nào mà nó mang tính rủi ro quá thì chúng ta tránh. Tuy nhiên đây là chúng ta chỉ giao dịch mang tính T cộng, chứ còn thì về nhịp chung về bất động sản thì nó còn lâu nó mới ổn định trở lại được. Đấy, video phân tích về cái ngành bất động sản cũng gửi đến cho các bạn rồi, đó là các video liên quan đến yếu tố vĩ mô. Đấy, cái video các bạn chưa xem thì các bạn có thể xem lại video số 259 banh tăng lãi suất cổ phiếu bất động sản ra sao và đâu là đáy. Đây là cái video mang tính vĩ mô đấy, rất nhiều cái cổ phiếu mang tính vĩ mô một phân tích về FA. Nếu bạn có thể coi lại các cái video này, các bạn chưa xem video, nên là các nhóm này thì cũng là chỉ lướt lát để đánh T cộng, thì chúng ta sẽ bắt ở các cái nhịp mà nó có thể nó có tín hiệu hồi kỹ thuật, chúng ta bắt tiếp. Thì riêng đối với cổ phiếu như cổ phiếu sell có thể nó sẽ nhúng trở lại đáy cũ, nếu hồi lên được quanh cái vùng 10 cộng hoặc 11 cộng này thì nó sẽ có cái dạng như là hai đáy trong đoạn này và đi lên lại như này đấy bạn nhá, có dạng hai đáy và đi lên lại như này thì chúng ta cùng theo dõi ở trong cái phiên tiếp. Nếu mà test trở lại cái ngưỡng khoảng ngưỡng 10 cộng một lần nữa mà vẫn ok thì chúng ta tiến hành bắt tiếp. Với cái điều tích cực chúng ta quan sát ở đây là RSI có dạng là RSI đi lên, vẫn phân kỳ lên MACD thì cũng có dạng là hai đáy, hai đáy như này, có thể nó tiếp tục nó hình thành một cái đáy nữa, sau đó tiếp tục đi lên nữa. Đây nó test về này, sau đó hình thành một đáy nữa đi lên nha, thì chúng ta vẫn giao dịch, chúng ta bắt được T cộng những cổ phiếu này vẫn thoải mái, vẫn lướt được bình thường đúng không? Đấy, còn các cổ phiếu mà nó rủi ro cao thì không khuyến nghị các bạn tham gia đoạn này, ví dụ DIG chẳng hạn, thì chúng ta thấy DIG không có đáy. Đấy, nó liên tiếp nó giảm thì làm gì có đáy đâu. Và cái cổ phiếu này từ cái vùng giá 24 tít ở trên này 24 như này đã có cái dự báo là nó sẽ về cái vùng 15k, và hiện tại bây giờ thì phiên ngày mai nữa về vùng 15k thôi. Để nhiều người cứ nghĩ là về 24 cái vùng giá rẻ quá rồi thì nó phải lên lại đúng không, nó phải tăng lại vì nó không xuống được nữa, nhưng mà hiện tại bây giờ thì nó đã về cái vùng giá là 16 rồi, nó chuẩn bị đây từ cái vùng giá mà như DIG đây, từ cái vùng giá mà còn 25 đấy, 25.000 thì đã gửi đến cho các bạn phân tích là DIG về 15k thì rất nhiều người ngạc nhiên mà nó giảm quá nhiều, giảm đến 78% từ đỉnh rồi mà bây giờ lại về tiếp 15k thì có mà nó lát đúng không, nhưng mà thực tế bây giờ phiên ngày mai nó sẽ có giá 15k rồi đấy. Như phân tích gửi đến dùng khách hàng như các bạn thấy là có từng nhịp từng đoạn gửi cho các bạn cái ngành nào mà nó rủi ro đúng không, ngành nào nó có tín hiệu rủi ro cứ đều phân tích, đều đưa lên và khuyến cáo cảnh báo các bạn. Nên các bạn những cái nhóm đó thì các bạn nên tránh, bởi vì cứ rủi ro chúng ta tránh thôi, chúng ta thiếu cái cổ đâu mà chúng ta có phải nhau vào các cổ đó làm gì đúng không. Đấy, nên là cái nào quá rủi ro thì chúng ta tránh như lẽ, và cái cổ nào mà nó ổn định trở lại thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta mua vào sau. Như DIG, DXG, DXG thì hiện tại quay trở lại test cái đáy cũ là quanh ngưỡng 12 thì chúng ta cùng theo dõi cổ phiếu này. Nếu mà 12 này mà trụ được mà vòng lại được thì ok, chúng ta có thể lướt. Nhưng mà chúng ta thấy là cái trend nó bắt đầu khá là mạo hiểm, cổ phiếu này lướt khá là mạo hiểm. Đấy, cụ thể là đáy cũ ở đây là quanh 12, nhưng mà các tín hiệu về band nó bắt đầu mở xuống rồi, mở xuống và nó đang cắm xuống, EMA ngắn hạn đang cắm xuống về trên tuần nhưng chưa có đáy. Nên là cái cổ này lướt rất là nguy hiểm các bạn nhé. Các bạn cẩn trọng đối với nhóm bất động sản. Bất động sản cổ nào cũng thế thôi. Sell về trung hạn cũng chưa ổn đâu. Nên tóm lại bất động sản các bạn hạn chế lướt. Đấy, một số cái cổ phiếu các bạn có thể tham gia lướt được, nhưng một số cổ phiếu thì các bạn sẽ tốt nhất là các bạn nên tránh. Như bất động sản là nên tránh. Sell này, DIG này, DXG này, DPG này, HDG vân vân. Bởi vì bất động sản nó còn ảnh hưởng một cái tin nữa, đó là các doanh nghiệp, gần 800 doanh nghiệp liên quan đến Vạn Thịnh Phát bị đóng băng tài sản để phụ công tác điều tra. Đấy, thì tuần vừa rồi ra cái tin đó, nên là đối với lại các nhóm cổ phiếu này thì nó khá là mạo hiểm khi chúng ta tham gia, chúng ta bắt đáy hoặc chúng ta lướt lát đối với các cổ phiếu này. Chúng ta ưu tiên các cổ phiếu nào mà nó ít rủi ro, ví dụ nhóm banh, nhóm chứng khoán thì nó ít rủi ro hơn. Đấy,
Tính rủi ro nó thấp hơn thì chúng ta sẽ ưu tiên các cổ đó, chúng ta lướt một chút các cổ phiếu nhóm chứng khoán xem như nào để các bạn có thể bắt nước ở trong cái tuần tới hay không. Như HCM vẫn khá là khỏe khi mà thị trường chung giảm, đúng không? Toàn mẫu hình là dạng hai đáy và ba đáy, chuẩn bị có đáy ba, nhưng mà HCM để tạo ra những mẫu hình vai đầu vai rất là đẹp. Chúng ta kỳ vọng cái cổ phiếu này đấy, sẽ có cái dạng là vai đầu vai để chúng ta mua vào trong cái đợt rung lắc trong cái thời gian tới. Ví dụ như là các bạn để ý đây là mình xem đây, ví dụ như là chúng ta sẽ canh canh ở các thời điểm mà nó tạo ra cái dạng đáy như này, đáy đối xứng. Ở đây là một đáy này và bên này nó tạo ra cái đáy này nữa, thì các bạn sẽ mua vào, các bạn sẽ bắt vào ở cái nhịp này. Thì trong cái phiên cuối tuần trước thì cái cổ này ở quanh ngưỡng 19.7 thì mình cũng bắt một ít, khuyến nghị chúng ta bắt vào một ít ở quanh cái vùng 19.7, đó là cái hỗ trợ rất là tốt và nó đã lên lại trong cái phiên đóng cửa 20.7, tức là cũng đã một giá, đúng không? Nên là những cái cổ phiếu nào khỏe thì chúng ta vẫn vẫn tham gia, chúng ta giao dịch cho nó lướt lát được, nhưng mà chúng ta phải biết chọn lọc cổ phiếu chứ không phải cổ phiếu nào chúng ta cũng tham gia. Đây, ví dụ cổ HCM đây. HCM thì quanh cái ngưỡng 19.7 chính là cái MA 20. Đấy, 20 đây là cái giá đón rất là tốt trong cái phiên cuối tuần vừa qua, thì cuối phiên là đóng 20.7. Ok, cái vùng về vùng hỗ trợ thì các bạn hoàn toàn thể lướt. Nếu các bạn lướt thì các bạn mua đây lên đây, các bạn được một giá các bạn bán rồi. Đúng không? Trong các phiên mà đầu tuần tới các bạn sẽ lại canh tiếp cái vùng mà cái vùng đối xứng như này. Nhưng đối với HCM thì nó sẽ là cái vùng khoảng độ 20 cộng trừ. Đấy, về sát 20 hoặc nhúng xuống 20 một chút cộng trừ nào, là cổ mà hoàn toàn các bạn có thể bắt được. Bởi vì về cái nhóm này nó vẫn là đánh giá là cái nhóm mà an toàn cho bạn hiện nay. Đó, đó là cổ HCM. Cổ VCI, VCI cũng tương tự như vậy. Đúng không? VCI thì yếu hơn một chút so với HCM. Để xem cổ VCI trong phiên cuối tuần qua biến động như nào. VCI đây, VCI thì đóng cửa thấp nhất phiên, nhưng HCM thì giảm có 1,9% thôi. Đấy, nên là trong trường hợp thị trường điều chỉnh thì cổ nào khỏe, cổ nào yếu thì các bạn hoàn toàn có thể nhận ra thông qua cái việc các bạn quan sát trên cái bảng điện này. Cổ khỏe thì nó sẽ biến động giảm rất là ít. Đấy, thị trường giảm mạnh thì cổ khỏe nó giảm rất là ít, và thị trường chỉ cần hồi lên một cái thì những cái cổ khỏe là bao giờ nó hồi đầu tiên, nó xanh đầu tiên, thì đó là các cái cổ mà các bạn có thể quan tâm để các bạn áp dụng công thức nước nét. Thì VCI sẽ còn tiếp tục cái ngưỡng hỗ trợ ở đây, đó là quanh 24 cộng trừ, nó hỗ trợ thứ nhất. Nên có thể cổ phiếu này nó sẽ nhúng về cái vùng đối xứng như này, đây là cái bên trái, đó cái đáy bên trái, và sang đây là cái đáy bên phải, thì các bạn sẽ chờ đợi ở cái đáy bên phải này. Đấy, đáy bên phải tức là quanh ngưỡng 24 hoặc trên dưới 24 một chút, thì các bạn quan sát ở cái vùng này, nếu mà nó có xu hướng mà nó quay đầu hoặc nó ổn định trở lại thì các bạn có thể tham gia, các bạn bắt nước được cái cổ này. Đấy, bắt được cái cổ này trong thời gian tới, nhưng mà cũng phải đề phòng kịch bản VNI nó có nhiều tín hiệu rủi ro, nên chúng ta lướt ở đoạn này chúng ta chỉ lướt một phần thôi. Đó là VCI, đó là HCM, đó là SSI. SSI thì xem là SSI thì còn yếu hơn các cổ khác khi mà không giữ được cái nền đối xứng. Hiện tại đối với dòng tiền vào SSI này thì các bạn thấy này, SSI nó đang giao dịch ở trong mô hình kênh sideways như này. Nên là trong cái thời gian qua mình khuyến nghị các bạn là mình không khuyến nghị SSI, nó cũng vì cái lý do đó, nó cũng chỉ khuyến nghị hai cổ. Đó là VCI và HCM để chúng ta lướt. Thì thực tế các bạn thấy là HCM và VCI trong phiên vừa qua, đúng không, trong các phiên trước biến động khá là khỏe, khá là tốt. Đó. HCM thì bắt ở từ cái vùng ở vùng 19, thì hiện tại thì bây giờ nó vẫn là đóng cửa trên 20, thị trường rung lắc thoải mái, nó chảy được gì. Đấy. VCI thì chúng ta đợt trước thì chúng ta cũng bắt ở đâu khoảng độ 24 gì đó, đúng không? 24 cộng, thì phiên hôm qua là phiên đóng cửa giảm nhất mà nó còn đóng được trên 25, đó nó vẫn còn khá là ok. Đó là một số các cổ mà các bạn có thể tham gia, các bạn lướt được. Còn một số nhóm cổ banh thì mình xem một số cổ, nhóm cổ banh xem như nào. Ở CTG thì nó liên quan đến việc cơ quỹ trong cái phiên cuối tuần. Hiện tại thì cái trend của CTG vẫn đang là một trend lên như này, nên là cái cổ này thì chúng ta vẫn nắm giữ được. Đấy, các bạn nếu các bạn bắt được ở vùng hỗ trợ đây này, để test về cái vùng đỉnh, vùng đỉnh này thì nó đánh thủng đỉnh nhưng mà nó chạm với biên dưới như vậy, nó tiếp tục nó hồi lên, nên cái cổ này vẫn giữ được cái trend tăng. Như CTG, như MBB cũng tương tự như vậy. Cái nhóm ngân hàng nó vẫn còn ok, thị trường điều chỉnh rung lắc nhưng mà đây các bạn thấy đáy là vẫn là cao hơn này, nó vẫn là cái đáy cao này, hai nữa là nó tạo ra cái thế là đối xứng. Đấy, đối xứng dạng như này. Đấy, bên này đáy bên trái, bên này đáy bên phải, nó dạng vai đầu vai ngược. Đây là cái đầu vai trái vai phải, rất nhiều cổ phiếu ra hiện nay hình thành cái dạng vai đầu vai ngược như này. HCM thì cũng là tương tự, HCM cũng kỳ vọng về cái dạng vai đầu vai ngược như này, và đó là cái thời điểm nếu có thì là thời điểm các bạn bắt rất là tốt. Đây là vai trái này và đây là vai phải như này,
Đấy, nên là nếu các bạn mà cổ này mà có điều chỉnh về cái vùng này thì đây là cái vùng rất tốt để cho các bạn bắt vào. Đấy, và bắt vào và hình thành những cái thế đối xứng, và trong trường hợp mà nó vượt qua được cái đỉnh này, tức là quanh cái vùng 21 đến 21.5 đối với HCM thì nó sẽ rất khỏe về sau đối với cổ phiếu này, và chính thức nó sẽ báo hiệu cho chúng ta là cái tạo đáy đi lên. Đó, đối với cái nhóm chứng khoán, cái nhóm chứng khoán vẫn đánh giá là cái nhóm mà khá là an toàn và chúng ta vẫn lướt được trong giai đoạn hiện nay. HCM SI nó yếu hơn thì chúng ta quan tâm HCM, cái cổ này đang dẫn đến vị thế rất là tốt trong ngành này. SHS, SS thì cũng tương tự, hiện tại thì cũng đã có cái vùng đáy hai, vùng đáy bên trái này, đáy bên trái và cái vùng bên phải là cái vùng này, nhưng mà cái cổ này dòng tiền nó chưa thực sự nó tham gia. Đấy, các bạn thấy dòng tiền đây vẫn là yếu, chưa thực sự tham gia, nên là những cái cổ nào các bạn xác định mua, các bạn phải đợi chiết khấu thêm. Thì mình đánh giá là có HCM cũng khá là ổn. Về nhóm banh, đó nhóm chứng khoán, nhóm banh thì vừa CTG phân tích rồi. STB thì phiên vừa qua điều chỉnh, nhưng mà hiện tại nó vẫn tiếp tục là có cái hỗ trợ, đây là hỗ trợ bên trái đúng không, quanh ngưỡng 15+16, và cái bên phải thì nó chính là cái vùng này cũng 15+16 như này, thì các bạn quan sát thêm trong phiên tới. Thì cái phiên vừa qua thì bị bán toàn thị trường vì ảnh hưởng chung của thị trường, nên là cổ phiếu này cũng không nằm ngoài cái xu thế đó. Nhưng về nhìn chung về trung hạn, các bạn thấy là trung hạn bắt đầu thấy cái lực cầu vào cổ phiếu này, khi cái tuần vừa qua và tuần trước đó liên tiếp hai tuần liền thì xuất hiện các lực cầu vật cái cổ phiếu này mua vào trong cái vùng 15+16, nên là cái vùng này đánh giá vẫn là cái vùng mà khá là ổn đối với cái cổ phiếu nhóm banh, đối với STB nói riêng và cái cổ phiếu nhóm banh nói chung. Xem các cổ phiếu tiếp theo, VBank thì có điều chỉnh sau một quá trình lên điều chỉnh, nhưng mà trend của VBank đây là các bạn thấy là ngắn hạn đã bắt đầu hình thành cái trend lên như thế này rồi, đây cũng thế, cũng trend lên, đây là một cái kênh lên, nên là nhóm banh cho dù cổ phiếu này có điều chỉnh xuống, điều chỉnh xuống cái vùng này chẳng hạn, thế nó vẫn là một cái kênh chen tăng các bạn nhé, chen tăng trong ngắn hạn. Đấy, nó đã hình thành cái chen tăng ngắn hạn rồi, nên là nếu điều chỉnh xuống thì có thể là các bạn, đây là cái cơ hội khi mà cổ phiếu này về quanh ngưỡng 16. 16 ở đây thì chính là cái vùng mà nó chạm cái kênh dưới, nó như kiểu cổ CTG các bạn vừa quan sát đây này, CG nó chạm kênh dưới đi lên. Đấy, nên là cổ VBank này cũng có thể là nó về đây test kênh dưới tiếp tục đi lên. Như vậy cái nhóm bay vẫn là cái nhóm là khá ok. Đấy, dạy hiện nay MV tương tự chạm kênh dưới đi lên. Đấy, rất nhiều cổ phiếu nhóm banh chạm kênh dưới đi lên, thì phân tích như vậy các bạn có thể biết được nào, cái cổ phiếu nào là cổ phiếu an toàn, cổ phiếu nào là tiềm năng, cổ phiếu nào là triển vọng mà các bạn hoàn toàn có thể đón cái cơ hội trong cái đợt điều chỉnh tiếp theo của cái tuần, của cái phiên tiếp tục tới đây. Đấy, FLT một số cổ phiếu bán lẻ như FLT thì tiệm cận cái vùng kháng cự, đây là cái vùng 85, thì đã có những cái nhịp mà kéo lên tận vùng 85 nhưng không vượt qua được, bởi vì đây là cái kháng cự của kênh trên và nó tiếp tục bị điều chỉnh. Nhưng cổ phiếu này về chung về dài hạn các bạn có thể quan tâm. Đấy, khi mà nó có tốc độ tăng trưởng về cửa hàng khá là ổn các bạn nhé, cổ phiếu này khá là ổn đấy, tốc độ tăng trưởng của cửa hàng thì năm nay cái tốc độ tăng trưởng hầu hết là tốc độ tăng trưởng từ năm nay đến năm sau là toàn cứ gấp đôi, tốc độ tăng trưởng gấp đôi. Ví dụ năm 2021 thì có 400 cửa hàng so với 200 cửa hàng 2020. Về sang năm 2022 này thì mục tiêu là 800 cửa hàng so với 2021, tức là gấp đôi 2021. Nhưng mà hiện tại đã thực hiện được rồi, và từ giờ đến cuối năm thì dự kiến sẽ lên 1.000. Tức là tốc độ tăng trưởng năm nay gấp khoảng độ 250% so với lại năm ngoái, và bắt đầu các cửa hàng thuốc cái thương hiệu Long Châu này là đã bắt đầu kinh doanh có lãi rồi, doanh thu là 1.000, doanh thu là 1 tỷ đồng trên một cửa hàng một tháng, rất là ok, 1,1 tỷ bình quân một cửa hàng một tháng. Thì các bạn có thể, các bạn sẽ canh cổ phiếu này về các vùng hỗ trợ như ở đây, nếu tuần tới mà nó thủng cái ngưỡng thủng đây đang là cái 72, thủng 72 thì ngắn hạn nó sẽ có cái mô hình hai đỉnh dạng như này. Đấy, dạng như này mô hình hai đỉnh các bạn nhé, đây này, đây cái đỉnh một này. Đấy, tiếp tục lên đây như này là cái đỉnh hai này, và tiếp tục nó thủng cái đỉnh hai này, tức là thủng cái giá đóng cửa của cái phiên cuối tuần rồi, thì nó sẽ tiệm cận đến cái vùng đáy các bạn nhé. Đây này, nó sẽ tiệm cận đến cái vùng đáy này. Đấy, vùng đáy thì các bạn sẽ canh quanh ngưỡng khoảng 6 năm trở lên thì các bạn mua vào. Đây, 6566 các bạn nhé, cứ vùng 6466 là cái vùng bắt rất là tốt đối với cổ phiếu này, bởi vì thủng đây nó dạng là mô hình hai đỉnh thì nó sẽ có cái neckline nó đi, các bạn sẽ đo. Đấy, đây là đo này, đo từ trên này xuống đây. À, các bạn copy ra thôi. Đấy, copy ra đây thì đúng cái vùng này. Cái vùng này là vùng bắt cho các bạn. Đấy, vùng này là vùng bắt cho các bạn. Cái vùng này là vùng từ
62 đến 64. Đấy, nếu mà thủng cái ngưỡng đóng cửa của phiên thứ sáu tuần trước thì sẽ có cái tay quét quanh vùng dưới, thì cứ về sát đây các bạn bắt, không thể chính xác giá được nhưng mà cứ về sát cho các bạn bắt để cho một cái chén lên, và bắt lần này có thể là nó sẽ đánh vượt luôn như này này các bạn nha, có thể nó loanh quanh và vượt luôn, thì cái vùng đấy là cái giá rất tốt cho các bạn bắt về trong trung hạn đối với các cổ phiếu này. Ok, đó là phân tích một số cổ phiếu nhóm ngành cũng như định hướng triển vọng một số cái mã tiềm năng, và định hướng cho các bạn là giao dịch trong cái tuần tiếp theo như thế nào, chiến thuật chúng ta giao dịch trong cái tình trạng hiện nay, bối cảnh vĩ mô như thế này, thì cái đi vốn, áp dụng chiến thuật và quản trị rủi ro đều đã được phân tích tích hợp cũng như tổng hợp trong cái video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, các bạn xem cho comment này và đăng ký kênh để cập nhật các báo cáo sớm nhất trong thời gian tới. Xin chào tất cả mọi người.